Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập kiểm tra lần thứ nhất của phần axit bazơ muối và oxit. Hôm nay chúng ta làm tất cả là 65 câu trắc nghiệm. Chúng ta đến câu đầu tiên này. Nhóm biểu diễn bazơ bị nhiệt phân hủy. Bazơ bị nhiệt phân hủy là bazơ không tan. Chúng ta ra lại bảng tính tan này. Bazơ là nhóm màu hắc này. Tan gồm có K khi nào này, bạn cầm ly uống bia này, được chưa? Là bazơ tan, còn lại là tủa. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ bỏ đi kali, natri, bari, canxi và liti. Như vậy đây, trong trường hợp này em sẽ bỏ đi kali này, bari này, natri này. Ok, bỏ này, bỏ này. Theo cô đúng ở đây là cô D, được chưa? Bên nhiệt phân này, FeOH 3 lần nhiệt phân sẽ tạo thành oxit tương ứng là Fe2O3 cộng cho H2O, COOH 2 lần nhiệt phân thì tạo thành CuO cộng cho H2O, AlOH 3 lần nhiệt phân thì tạo thành Al2O3 cộng cho H2O. Như vậy câu đúng đây là câu D. Chúng ta đến câu số 2. Bazơ mà dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Chúng ta đến câu 2. Nhóm bazơ mà làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Chúng ta nghe kỹ. Bazơ mà làm quỳ tím hóa xanh thì có 5 bazơ. Đây này, chúng ta có 5 dung dịch bazơ này. Đó là khi nào Bảo cầm ly uống bia, được chưa? Giờ đổ đi, không không uống nước nữa, bia cho nó sang chảnh. Như vậy 5 bazơ này thì sao? Quỳ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Như vậy câu A chúng ta bỏ, B bỏ luôn, B được hai này thôi, C được cao H, như vậy D được hết này, chọn câu D. Chúng ta đến câu số 3. Dung dịch mà có pH bằng 7, trong trường hợp này thì giải thích rõ luôn. Đây là bazơ, bazơ thì pH lớn hơn 7. Đây là axit thì pH ở đây nhỏ hơn 7. Bazơ pH ở đây lớn hơn 7. Còn muối là pH như thế nào với 7 thì chúng ta nghe kỹ chỗ này. Muối mà có clo này, được chưa? Thì nó là có pH nhỏ hơn 7. Như vậy pH bằng 7 ở đây. Nếu như vậy thì câu này không có câu nào đúng cả. Nhưng mà nếu mà chương trình lớp 9 nó cho như thế này thì có thể chấp nhận thằng này là pH bằng 7. Nhưng mà thực tế là thằng này là pH nhỏ hơn 7 em nha. Axit là lớn theo quy tắc là anh nhỏ ba lớn trung 7. Axit là pH nhỏ hơn 7. Bazơ là pH lớn hơn 7, còn trung tính pH bằng 7. Rồi, CO2 làm đục dung dịch nào? CO2 chúng ta là một oxit axit. Một oxit axit thì không tác dụng với chất trong dòng họ là axit. Không tác dụng với muối mà chỉ tác dụng được với bazơ tan. Cụ thể như sau. CO2 chúng ta đi tác dụng với bazơ tan. Tác dụng với CaOH 2 lần đi. Đây là dung dịch nha. Để tạo thành CaCO3 cái tủa màu trắng cộng cho H2O. Bây giờ do nó tạo tủa trắng thì dung dịch này bị đục. Chúng ta đến câu 5. Muối bị nhiệt phân hủy. Muối bị nhiệt phân hủy. Muối clo thì không bị, do đó câu A, câu B và câu C chúng ta bỏ. Câu D được. Cái đây là kali clorat. Muối này là nguyên liệu để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm. Mình học ở lớp 8 này. Câu đúng ở đây là câu D. Câu 6. Ngâm một sợi dây đồng trong dung dịch bạc nitrat ta thấy. Em ơi. Đồng của chúng ta là Cu, bạc nitrat là AgNO3. Thì bản chất là đồng là kim loại đứng trước bạc, đúng không ạ? Đi đây này, giải lại cho nó rõ này. Đây này, đồng này. Đây là bạc này. Thế chiều này là kim loại giảm, tức nghĩa là đồng mạnh hơn bạc, đồng sẽ đẩy bạc ra khỏi muối. Như vậy trong trường hợp này nó sẽ tạo thành CuNO3 tất cả hai cộng cho Ag. Kim loại đồng của chúng ta là màu đỏ. Đây là dung dịch không màu, còn đây là dung dịch màu xanh. Còn đây chúng ta tạo ra kim loại màu trắng bạc. Chúng ta nghe kỹ. Chúng ta cân bằng thì đặt hai vào đây, hai vào đây là đủ. Rồi. Giả sử đây mình chọn thằng này 1 mol.
thì thằng này là 2 mol, thằng này 1, thằng này là 2 mol. Khối lượng đồng ở đây là 64 gram. Em lấy mol nhân bờ lớn. Khối lượng của bạc là 2 em nhân cho 108. Thì thằng này là bằng 216 gram. Đó, người ta chúng ta đây là tất cả những thông số mà người ta có thể hỏi. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta nói được. Câu A này. Một phần dây đồng bị hòa tan kim loại. Có kim loại màu xám bám trên dây đồng và thải dung dịch. Và dung dịch như đây. Dung dịch dần dần chuyển sang màu xanh. Đúng không ạ? Cái này có vẻ đúng này. Không có chất mới sinh ra sai. Kim loại màu xám bám trên dây đồng. Dây đồng không có sự biến đổi sai. Không có hiện tượng xảy ra như vậy. Đúng là câu A này. Được chưa? Dung dịch từ từ chuyển sang màu xanh là do tạo ra muối đồng hai nitrat này. Và tạo ra kim loại màu trắng bạc hay nói khác là màu xám cũng được ha. Như vậy có đúng là câu A nha. Và chúng ta đến câu tiếp theo. Câu số 7. Đây. Cho một loại phân bón hóa học, yêu cầu chúng ta là tính phần trăm khối lượng của kali trong loại phân bón trên chiếm bao nhiêu phần trăm. Thì câu này thuộc câu hỏi dễ. Chúng ta chỉ cần bấm máy tính thôi. Yêu cầu chúng ta tính phần trăm kali, lấy 39 nhân cho 100 chia cho tổng. Tổng chúng ta là 39 cộng nitơ là 14 cộng oxy là 16 nhân 3. Thì phần trăm kali trong này là bằng 38,6. Đúng không ạ? Câu đúng ở đây là câu A. Câu 8. Nhóm biểu diễn phân bón đơn. À, bây giờ tôi sẽ nói về phân bón. Phân bón chúng ta có 3 loại phân, đó là phân đạm. Hai là phân lân. Thứ ba là phân kali. Phân đạm là cung cấp cho cây nguyên tố nitơ, lân là nguyên tố phosphor. Kali là cung cấp kali. Phân bón đơn là nó có một là nó chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng này. Được chưa? Rồi, kép là gì? Kép là khi nó có hai nguyên tố dinh dưỡng. Như vậy thằng này là phân bón đơn này. Đây phân bón đơn này, đây phân bón kép rồi, cho đó loại câu A. Nó chứa hai nguyên tố dinh dưỡng này, em hiểu không? Đây là phân bón kép rồi, phân bón kép này, chứa hai nguyên tố dinh dưỡng là nitơ và phosphor này. Đây chứa hai nguyên tố dinh dưỡng là kali và nitơ này. Câu C. Đây là phân đạm này. Đây là phân đây là phân kali, đây là phân đạm. Đây là phân lân. Đúng chưa? Như vậy câu đúng là câu C này. Thằng này kép này. Chứa hai nguyên tố dinh dưỡng này. Đơn này. Đơn này. Như vậy câu đúng ở đây là câu C. Chúng ta đến câu 9. Dung dịch AlCl3 có lẫn tạp chất là COCl2. Dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Muốn sạch phải tự tắm. Như vậy dùng chính nhôm. Đúng không ạ? Rồi chúng ta giải thích này. Chúng ta làm sạch muối nhôm là chúng ta chọn chất nào đó mà chỉ tác dụng với muối nhôm mà không tác dụng với muối đồng. Nếu mà dùng AgNO3 thì Ag sẽ kết hợp với clo để tạo thành AgCl2 cộng cho AlNO3 tất cả 3. Được chưa? Cái đó là chúng ta làm mất muối nhôm rồi, không phải làm sạch. Mà nếu ở đây mà dùng thằng này thì ở đây nó cũng sẽ ra phần của AgCl2 trắng với CuNO3 tất cả 2. Như vậy câu A bỏ. Câu B là gì? HCl chúng ta không tác dụng với bất kỳ chỗ nào, bỏ luôn. Nếu mình chọn magie thì chúng ta biết này, magie đây này, đây là nhôm này và đây là gì? Đồng, đúng không? Magie chúng ta đứng trước cả nhôm và cả đồng, do đó magie tác dụng cả muối nhôm và muối đồng. Do đó trong trường hợp này nếu mình dùng magie thì nó sẽ làm mất muối nhôm và mất muối đồng luôn, không tách được. Như vậy mình dùng cái triết lý là muốn sạch phải tự tắm. Chúng ta làm sạch muối nhôm thì dùng chính nhôm. Ví dụ mình muốn làm sạch muối đồng thì dùng đồng, được chưa nào? Phương trình này, nhôm cộng cho CuCl2 để tạo thành AlCl3 cộng cho Cu. Đó. Được chưa? Ở đây chúng ta làm mất muối đồng, chúng ta thu được muối nhôm thôi. Được chưa em ơi? Rồi chúng ta đến cái câu số 10. Phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gan. Ở đây thì thiếu giống một tên em nha. Đây thiếu giống một tên này. Rồi bây giờ tôi giải thích cho bạn rõ này. Điều chế gan là gì? Điều chế gan là chúng ta biết là gì? Định nghĩa thế nào là gan? Đây này. Gan của mình là hỗn hợp của sắt và carbon. Được chưa? Gan và thép là hỗn hợp sắt của carbon. Trong gan thì hàm lượng carbon chúng ta chiếm từ 2-5%. Và còn lại của sắt là từ 95-98%. Được chưa? Như vậy gan chúng ta phải có chứa sắt. Như vậy đây. Trong câu B. Nó đi từ cái
cái quặng của sắt để điều chế ra sắt, và kết hợp với sắt, sắt kết hợp với carbon để tạo ra gì, để tạo ra gang hoặc ra thép. Đây chưa, thép này, chúng ta nói về thép này. Thép là hợp kim của sắt với carbon, trong đó hàm lượng sắt của chúng ta cho biết nhưng hàm lượng carbon là từ 0 cho đến 2%, còn sắt của chúng ta là từ 98 cho đến gần đến 100. Được chưa? Và chúng ta đến câu 11 em ơi. Nhằm xác định được vị trí của các kim loại X, Y, Z, T trong dải hoạt động học kim loại, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả như sau. X đại giấy ra khỏi muối, hiểu? Chúng ta nghe kỹ. Mình có triết lý là kim loại đứng đằng trước, đại kim loại đứng đằng sau ra khỏi muối. Mà X đại giấy được thì X chúng ta phải đứng trước Z. Được chưa? Vì chiều này là chiều kim loại giảm. Được chưa? Đâu bên này. Em ơi, X mà đã giá ra khỏi muối thì điều này chứng tỏ là X của chúng ta mạnh hơn Z. Đó là cái thứ nhất. Hai, Y đã được Z, như vậy Y chúng ta sẽ mạnh hơn gì? Mạnh hơn Z về tính kim loại. Được chưa? X đẩy được Y thì điều này chúng ta là X như thế nào vậy? X mạnh hơn Y. Rồi, Y Z đẩy được T ra khỏi muối, như vậy Z của chúng ta sẽ lớn hơn T. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? X sẽ là lớn nhất, sau đến Y, đến Z và cuối cùng là đến T. Cái tiêu cầu chúng ta là sắp xếp đúng, đúng không? Này, dãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng theo chiều dãy hoạt động hóa học của kim loại tăng dần. Cái tiêu cầu tăng em nhé. Này, xác định thứ tự sắp xếp các kim loại nào sau đây là đúng. Người ta mở ngoặc là theo chiều kim loại tăng. Đây em ơi, chiều từ X đến T là giảm, như vậy tăng dần là từ T đến X. T, Z, Y, X. Câu đúng là câu D. Được chưa? Các bạn hiểu được câu này chưa? Thư hỏi giùm Thư ơi. Không. Ok, câu 12. Nhôm bền trong không khí là do nhôm nhẹ, nhẹ thì không liên quan tới bền. Nhôm không tác dụng với nước, sai. Đây, có đúng là nhôm có màng oxit mỏng bảo vệ. Câu 13. Tính chất hợp chung của kim loại. Kim loại tác dụng được với phi kim, tác dụng được với axit. Tác dụng với ba giờ, sai. Tác dụng với ba giờ chỉ dành cho các chỉ có nhôm mới kèm tác dụng được thôi. Tác dụng với muối được nè. Như vậy tính chất chung là tác dụng phi kim, tác dụng với axit và tác dụng với muối. Câu đúng là câu C. Chúng ta đến câu 14. Tính chất khoa học đặc trưng của sắt. Sắt của chúng ta là tác dụng được với axit, không tác dụng với oxit axit em nha. Nghe bỏ rồi. Ủa sao này tác dụng oxit axit vậy ta? Tính chất học đặc trưng của sắt là tác dụng với axit, oxit axit, một ba giờ muối, ba giờ thì không có rồi. Sao tất cả đều có oxit axit ta? Để cho bị nhầm không? Bỏ hết oxit axit cho thầy đi. Để cho nhầm. Tác dụng với axit này, tác dụng với ba giờ, ba giờ thì không có. Bỏ qua. Tác dụng với H2O3 đặc nguội, sai. H2O3 đặc nguội và H4 đặc nguội thì không tác dụng với sắt. Bỏ B. Tác dụng với axit muối. Tác dụng không tác dụng với H24 đặc nguội và H3 đặc nguội, đến nó chính xác rồi này. Câu này là có tác dụng em nha, chứ phải không? Như vậy câu đúng là câu C. Câu 15. Các oxit nào sau đây không tan trong nước? Oxit mà tan trong nước đó là oxit axit và oxit bao giờ tan? Tan trong nước nè. Hai đó khác làm tác dụng được với nước đó, đó là oxit axit và gì? Oxit bao giờ tan. Oxit axit chúng ta có 5 và oxit bazơ tan cũng có 5. Oxit axit này và oxit bazơ tan này, thì liệt kê lại cho nhớ luôn này. CO2, CO3, SO2, SO3, P2O5, N2O5. Đây là 5 oxit axit tan. 5 bazơ tan gồm có K2O, Na2O, BaO, CaO và Li2O. Như vậy không tan ở đây là MgO. MgO chúng ta thuộc là oxit bazơ không tan. Đây là oxit axit, oxit bazơ tan.
và đây là oxit axit. Chúng ta đến câu 16. Oxit tác dụng được với dung dịch HCl. Oxit mà tác dụng được với HCl là oxit kim loại. Oxit kim loại. Bởi vì nó tạo ra muối và nước, có đúng là câu C. Đây là oxit axit bỏ này, oxit axit bỏ này, oxit axit bỏ này. Vì bà con bên phía axit. Còn thằng này là oxit bao giờ không tan tác dụng được. Nhóm gì các oxit axit? Oxit axit chúng ta thường gặp là năm thằng này này. Đó, năm thằng này thôi. Thằng này là oxit trung tính rồi, bỏ. Như vậy câu đúng đây là câu D. Những gì thầy khoanh thuộc là oxit axit, còn không có thì không phải thuộc. Câu 18. Để pha axit an toàn thì mình chọn cái gì? Tuấn làm câu này coi. Cho từ từ H4 đặt vào nước hay là cho nước vào H4 đặt? Câu đề thầy. Ờ sai rồi. Sai sai. Để làm chỉ có A và B thôi. Đây là hình ảnh pha loãng axit sulfuric đặc. Nếu mình đổ nước vào axit thì người ta kêu là dấu X này tức là không an toàn. Còn nếu đổ axit vào nước thì được. Vì sao vậy? Vì axit sulfuric của chúng ta là một chất hao nước. Do đó là gì? Cứ một giọt nước vào thì một giọt axit sẽ văng ra và gây nguy hiểm, được chưa? Như vậy để pha loãng axit sulfuric đặc thì chúng ta cần cho từ từ axit vào trong nước. Được chưa Tuấn ơi? Nếu mà em hiểu sai là sau này đất nước nó mất đi một nhân tài khoa học đó, không đơn giản đâu. Chúng ta đến câu 19 nè. Cho các dung dịch sau, hoặc là trong các dung dịch nào có pH bé hơn 7. Mình đừng bao giờ quên này. pH này 7 đúng không? Theo quy tắc là ăn nhỏ 3 lớn trong 7. Ăn nhỏ này, axit là pH nhỏ hơn 7 này. 3 lớn, bây giờ là có pH lớn hơn 7 nè. Được chưa? Còn trung tính này thì pH bằng bao nhiêu? Bằng 7. Axit là pH bé hơn 7, bao giờ là pH lớn hơn 7, còn trung tính là pH bằng 7. Như vậy pH bằng bé hơn 7 thì chúng ta chọn axit. Thì có hai axit chứ mấy. Quên câu A. Câu thằng này là gì? Trung tính. Như vậy có hai thằng gì? Đây này này. Đây là pH bằng 7 này. Hai thằng này là pH bằng 7. Còn thằng này là pH nhỏ, pH lớn hơn 7. Hai axit là pH nhỏ hơn 7. Câu 20. Nhỏ từ từ đến dư lượng NaOH vào trong ống nghiệm chứa 1 ml năng này. Hiện tượng quan sát được là đây. NaOH của chúng ta sẽ đi tác dụng với FeCl3. Bản chất là natri kết hợp với clo để tạo thành NaCl. Sắt kết hợp với OH để tạo thành FeOH. Ba lần cái tủ màu. Màu gì xem lại bạn tương tay giúp. Đây. OH này, Fe3+ này. Cái tủ màu nâu đỏ này. Như vậy cái tủ màu nâu đỏ cộng cho NaCl. Như vậy chúng ta có là có cái tủ màu xanh sai. Màu nâu đỏ đúng này. Chúng ta đến câu 21. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch 3 giờ tan? Oxit axit được. Oxit ba giờ tan không được. Oxit trung tính không. Oxit ba giờ tan. Oxit ba giờ không tan không được. Hai thằng này là bà con bên phía dòng họ ba giờ này. Còn thằng này là không tác dụng với bất kỳ axit nào và ba giờ nào cả. Muối nữa. Cho ta đến câu 22. Phương pháp dùng để điều chế NaOH trong công nghiệp. Bây giờ để điều chế NaOH trong công nghiệp thì người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl có bằng ngăn, có đúng là câu D nhá. NaCl này chúng ta cộng cho nước này, điện phân dung dịch có bằng ngăn để tạo thành NaOH clo và hydro. Câu D đúng. Câu 23. HCl tác dụng được với chất nào sau đây? HCl là axit, rồi thêm thì nó tác dụng với thằng nào? Chọc. Là sao rồi? Dung dịch HCl tác dụng được với chất nào sau đây? Thêm cho cái gì? Là NaOH. Vì axit với 3 giờ tạo ra muối và nước đúng không? Tạo ra NaCl và gì? H2O. Thằng nào một phọt phọt ra nước là được. Hai thằng này là axit bà con này. Đây là muối này. Ở đây nó sẽ tạo thành COCl2 và H2S4. Điều kiện sẽ ra vẫn trao đổi dòng là tạo ra khí, tạo ra tủa hoặc tạo ra nước. Tạo thành COCl2 tan và H2S4 tan. Có thể tra lại bằng tan này.
COCl2 đó, rồi COCl2 này đây đây đúng không, COCl2 tan này, H2O4 tan này, thấy chưa? Do đó nó không xảy ra. Tiếp ngu ngu nhúng câu axit đồng thì không tác dụng rồi ha. Như vậy cô đúng là câu C. 24 dung dịch nào hắc lòng 10 điểm chuyển sang màu ô trục quá dễ màu xanh ha. 25 tí chọn nào, 24 loãng lòng 10 điểm chuyển sang màu, dạ là màu đỏ. Rồi 26 để nhận biết muối H2O4 thì chúng ta dùng dung dịch nào? Ninh, chỗ nào Ninh? Để nhận biết H2O4 thì người ta dùng thuốc thử nào? Đây, để nhận biết được H2O4 thì em sẽ dùng cái gì nó tụ với H2O4 là được. Đây nè, H2O4 này, H2O4 cái tụ khi gặp Ba, Ca và chì này. Em không để ý hả? Em sẽ dùng dung dịch bari là nhiều nhất. Thằng này ít động, thằng này ít động. Rồi chọn con nào đây nè. Dạ BaCl2. Đúng rồi. Bị tạo thành Ba4 tụ trắng. Nhận biết thì phải tạo ra một trong dấu hiệu sau: tạo ra khí này, tạo tay ra tủa này, và có sự biến đổi màu sắc. Được chưa? Ví dụ như quỳ tím hóa đỏ ha, phenol hóa hồng nữa ha, hay là dung dịch chuyển sang màu gì đó ha, là dấu hiệu nhận biết. Câu 27. Vậy cái chất đều là muối, tôi có dễ hai này muối này. Hai đây. Câu D ha. Câu 28. Lưu huỳnh dioxit được tạo thành từ cặp chất nào? Lưu huỳnh dioxit là gì em ơi? Khi lưu huỳnh dioxit là đâu máy? H2. Đúng chưa? Bây giờ để làm điều đó thì thầy nói các bạn tới tay cho nó rõ nè. Ở trong các bạn tới tăng của mình có đề cập tới quá trình điều chế hydro lưu huỳnh dioxit. Chúng ta nhìn nha, lưu huỳnh dioxit phải lấy H2 không? Mấy H2 thì nó sẽ tạo ra axit H2SO3, H2O3 kém bền biến thành NO2 và nước. Như vậy em cứ kiếm thằng nào tạo ra H2SO3 là được, được chưa? Rồi bây giờ đây, kali kết hợp với clo để tạo thành KCl đúng không em? Hydro kết hợp với NO3 để biến thành gì? NO2 cộng cho H2O. Được chưa? Như vậy thằng này được này, chọn A. Để tạo thành KCl tan, H2O4 tan, phản ứng không xảy ra. Hai thằng này đi, tạo thành NaOH và Na2SO3 không xảy ra luôn. Và còn bên phía năm phía 3 natri này. Chúng ta đến câu 29. Câu 29 là câu hỏi liên quan tới thực tế. Người ta nói như sau: để lâu ngoài không khí, bề mặt NaOH có phủ một lớp muối, đó là muối nào? Thì chúng ta biết là không khí chúng ta chứa cái gì đã. Không khí mình thì gồm có oxy chiếm 21%, nitơ 78%, 1% khí khác, trong đó có CO2, hơi nước, vân vân. Như vậy, lớp muối đây là do gì? Do NaOH chúng ta tác dụng bởi CO2 có trong không khí để tạo thành Na2CO3 cộng cho H2O. Được chưa? Câu đúng bây giờ mình chọn là câu A, rất là dễ. Câu 30. Chắc là sau đây khi nhiệt phân hoàn toàn thu được chỉ là oxit. Em nghe kỹ. Chắc mà nhiệt phân mà thu được oxit thì nó phải là có dạng hydroxit, thì câu đúng là câu C. Được chưa? À, chứng minh này. FeOH hai lần của chúng ta. Được chưa? Là chất cái tủa màu trắng xanh. Những chất cái tủa cụ thể là bazơ không tan thì bị nhiệt phân để tạo thành FeO cộng cho H2O. Tiếp tục AlOH3, chúng ta đi nhiệt phân để tạo thành Al2O3 cộng cho H2O. Như vậy câu đúng ở đây là câu C. Câu 31. CO2 không phản ứng được với chất nào sau đây? CO2 chúng ta là oxit axit. Thư chọn con nào Thư? HCl. Đúng rồi, chính xác. Đây này, đây là oxit axit, đây là bazơ tan, phản được. Bazơ tan phản được. Đây là oxit bazơ tan phản được. Còn thằng này là gì? Hai thằng này bà con bên phía dòng họ axit, cho đó không thể dùng được. Chúng ta đến câu 32.
Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm? Như hồi nãy ta đã, như thầy đã nói là gì? Nghe kỹ. Để tạo ra SO2 thì chúng ta biết là thông thường thì chúng ta sẽ tạo ra H2SO3. Nhìn nhá. Rồi này. Để tạo ra SO2 thì bạn biết là để tạo ra SO2 thì nó sẽ tạo ra H2SO3. Sau đó H2SO3 chúng ta kém bền thì nó mới về SO2 và nước. Như vậy. Mình chọn câu nào đây Trí? Câu A là sản phẩm là gì em? Dạ là L2SO4 tất cả 3 cộng cho H2. Rồi. Câu B. Dạ là ACL cộng H2. Chính xác. Như này. Dạ NaCl cộng H2SO4. Rồi bây giờ coi thử thằng titan này đúng không? Thằng titan này. Thằng titan này. Hai cái tan thì có xảy ra không em ơi? Dạ. Dạ tạo, không. Không, ok. Như vậy chắc chắn có đúng là câu nào rồi. Câu B. Rồi sản phẩm luôn em. Dạ là NaCl. Dạ là NaCl cộng H2O cộng X2. Rồi cảm ơn em, chính xác. Dạ thôi, chúng ta đến câu 33. Chắc là sau đây ta dùng với nước để tạo thành ra axit, thì điều kiện đó phải là oxit axit, đúng không? Ta dùng với nước để tạo thành axit tương ứng. Oxit axit là thằng này. Nha. Câu 2 ta dùng được để gì? Thằng này ta dùng được với nước để tạo thành CaOH 2 lần cộng. Cái này ta dùng với nước tạo thành BaOH 2 lần cộng cho H2. Được chưa? Thằng này cộng cho nước để tạo thành NaOH. Thế thôi, rất là đơn giản. 34. Chắc là sau đây không tích, không phản được với HCl. Rồi câu A đi. Câu A tác dụng được không? Tuấn. Các bạn cộng cho HCl đó gì? FeCl2 cộng H2. Câu B. Tạo thành FeCl máy cộng cho nước. FeCl máy này. Tuấn. Gì rồi? Sản phẩm câu B. FeCl3. Rồi dưới này câu D. MgCl2 cộng cho CL2 cộng cho H2O. Rồi. Cho con nào? Câu C đúng không? Dạ. Vì sao C không tác dụng em hiểu không? Đây là gì? Axit, còn đây là gì? Oxit axit, bà con thuộc dòng họ axit, được chưa? Chúng ta đến câu 35. Kẽm đi tác dụng với HCl dư, khí thu được từ vượng trên ở điều kiện tiêu chuẩn là để tạo thành ZnCl2 cộng cho H2. Rồi, để cầu chúng ta là tính thể tích hydro đúng không? Là một phép tính đúng không nè. Em lấy 6,5 em chia cho kẽm là 65, là ra mol kẽm. Mol hydro đúng không? Mol kẽm. Như vậy em nhân cho 22,4 thì ra thể tích hydro bằng 2,24 lít. Câu B. Chúng ta đến câu 36. Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khí hydro? Khí hydro chúng ta sẽ được điều chế bằng phản ứng cho kim loại tác dụng với HCl hoặc 24 loãng. Nhưng điều kiện kim loại R chúng ta phải đứng trước hydro. Được chưa? Rồi bây giờ thư cho thầy sản phẩm câu A. L2SO4B. Rồi, cộng cho gì? H2. Ok. Như vậy à đúng rồi, gì nữa? B dạ. Sản phẩm là gì em? Dạ. Vọng cũng vậy luôn hả? Không, khác em ơi. Khi kim loại tác dụng 24 đặc nóng thì nó sẽ ra muối, nước và SO2 nha. Được chưa? Rồi câu C có tác dụng không? Không thì. Vì sao không? Em không nhớ. Vậy là lý do gì mà em thấy mà không ạ? Đây này, hydro đây này.
đồng như thế nào đứng với hydro? Đồng phải đứng sau hydro không? Như vậy cửa hàng á phi âu là không tác dụng hydro vì đứng sau hydro. Giờ tiếp sắt và sư bốn đây, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối, phương trình là gì? Fe kết hợp với N4 tạo thành Fe4 này cộng cho gì? Siêu, em hiểu không ạ? Rồi ok, cảm ơn em. Nếu ở đây người ta yêu cầu chúng ta là điều chế ra khí SO2 thì em nhớ chọn những cấu phần của kim loại với gì? 224 đặc nóng nha, là được. Chúng ta đến câu 37. Chúng ta đến câu 37. Dạy oxit nào sau đây vừa tác dụng được với nước, vừa tác dụng với dung dịch 3 giờ? 3 giờ hay là 3 giờ tan? Rồi, đây là oxit 3 giờ tan, đây là oxit 3 giờ không tan. Như vậy bà con bên phía 3 giờ là không tác dụng. CO là trung tính không tác dụng với 3 giờ. CO2 với SO2 là oxit axit, được. Thằng này tác dụng với nước để tạo thành axit tương ứng, còn thằng này chỉ có P2 năm thôi, thằng này không. Chúng ta đến câu 38. Đây 38 như sau. Điều cầu chúng ta là gì đây? Lưu huỳnh dioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây? Giống như hồi nãy. Nó phải đi từ cái góc S3 với axit, được chưa? Tất cả ở đây đều không phản ứng cả. Như vậy cô D là có sẽ ra phản ứng tạo thành Na2S4 cộng cho H2O. Giải thích: muối không tác dụng ở nước, muối vừa tan trong nước thôi. Rồi câu A, câu B nó tạo, nó có kim loại giống nhau do nó không tác dụng. Cái này nó tạo thành NaCl tan và H4 tan. Điều kiện sẽ ra phản trao đổi là khí tụa nước, mà tạo ra hai tan là không khí, không tụa, không nước thì không xảy ra. Chúng ta đến 39. Chất nào sau đây dùng để sản xuất vôi sống? Vôi sống của chúng ta là CaO, được chưa? Để sản xuất được thằng này thì nó đi từ đá vôi CaCO3 dược phân để tạo thành CaO cộng cho CO2. Chúng ta đến 40. Phản giữa HCl với NaOH người ta gọi là phản trung hòa, được chưa? Phản giữa axit 3 giờ người ta gọi là phản trung hòa. Nếu ở đây người ta không cho trung hòa mà người ta cho cái từ khác đó là phản trao đổi thì vẫn đúng nha. Vì bản chất đây là H kết hợp với OH để tạo ra nước, còn Na kết hợp với CL. Na và tri natri với hydro thay đổi vị trí cho nhau gọi là phản trao đổi. Người ta hỏi là trong công nghiệp để sản xuất axit sulfuric thì trải qua bao nhiêu công đoạn? Thì đây mình chọn là ba em nhé. Ba. Ba đó là gì? Chúng ta nói như sau. Đầu tiên là người ta đi từ lưu huỳnh hoặc đi từ quặng pyridoxit sắt. Ở đây em sẽ đi tác dụng oxy để sinh ra khí SO2. Và từ SO2 này chúng ta cách tích hợp với oxy. Với xúc tác ở đây mình dùng là V2O5 và 450 độ C. Được chưa? Thì khi đó chúng ta tạo thành SO3. Và cuối cùng lấy SO3 chúng ta đi hợp nước để tạo thành H2SO4. Như vậy thông qua một giai đoạn, hai giai đoạn và đây là ba giai đoạn. Câu C. 42. Oxit vừa tan được trong nước vừa hút ẩm. Chúng ta biết là oxit mà dạng hút ẩm là oxit ở trạng thái rắn, được chưa? Và đồng thời nó sẽ là gì? Hút được nước, tức là nó tác dụng được với nước. Vừa tan trong nước thì chỉ có câu A và câu B, đúng không ạ? Hai thằng này không tan, bỏ này. Mà hút ẩm á, thì chỉ dành cho chất rắn thôi, còn này chất khí không hút ẩm được. Vậy câu đúng ở đây là câu B. Câu 43. Người ta nói như sau. Người ta yêu cầu chúng ta đó là cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau sinh ra khí cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh. Khí cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh là khí hydro. Được chưa? Để tạo ra nước. Như vậy thằng nào sinh hydro thì chúng ta chọn thì cũng đúng là chắc chắn là qua rồi. Giải thích. Ở đây nó tạo thành ZnCl2 này cộng cho hydro này. Câu B nó tạo thành ZnCl2 cộng cho H2O. Đây tạo thành ZnCl2 cộng cho H2O. Nó tạo thành NaCl cộng cho H2O. Đó. Chúng ta đến câu 44. Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng? Rồi chúng ta nghe kỹ. Câu A. Ở đây là gì? Đây là oxit 3 giờ tan. Đây là 3 giờ tan. Bà con cùng dòng họ không phản ứng. Câu B là ngu ngu nhúng câu axit bỏ.
Đây là oxit axit, đây là axit cùng dòng họ, không phải. Vậy chọn câu đúng là câu D. Sản phẩm ở đây là gì Thư ơi? Đồng tác dụng 24 đặc nóng xin đã về em ơi. Rồi tạo ra gì em ơi? CuL4 cộng H2. Lại nữa. Nó không phải vậy, nó sinh ra muối nước vẽ đầu hai, thầy nó biết mà. Giống cái đây đó. Nó giống con nhôm đây nè, nãy em sai rồi bây giờ thầy cố tình cho em xin làm cho nó đúng mà không đúng được. Nó giống cái bên này nè em ha. Được chưa? Rồi. Một kim loại tác dụng H4 đặc nóng thì nó sẽ sinh ra muối nước vẽ đầu hai nhá. 45. Để là bỏ CO2 thì người ta cho hỗn hợp này đi qua cái gì? Tuấn nào? Tuấn nhỏ cái nào? Đây là bỏ Xe hỏi hết CO2. tất cả hai này. Chính xác. Đây là bỏ CO2 thì chúng ta biết CO2 là một oxit axit. Để muốn diệt sau bỏ thì chúng ta dùng hóa chất nào đó mà xịt để cho nó chết, đúng không ạ? Thì tương tự vậy, chúng ta sẽ dùng CaOH lần. Để ta dùng được với CO2 để tạo thành Ca-CO3 cái tủ màu trắng không cho H2O. Còn với thằng này là bà con này, bà con với dòng họ axit không tác dụng này. Oxit axit thì không tác dụng với muối nha. Câu đúng ở đây là câu D. Chúng ta đến câu 46. Oxit nào sau đây tác dụng với nước để tạo thành dung dịch bazơ thì chắc chắn đó là oxit bazơ tan. Oxit bazơ tan đây câu B. 47. Axit sulfuric loãng tác dụng được với giải chất nào sau đây? Thì chúng ta kìm mà không tác dụng đi, được chưa? Bây giờ này, axit sulfuric loãng là tức là H2SO4, nó là một axit. Bà con mình nó là dòng họ oxit axit, không tác dụng. Đây, oxit axit không tác dụng, được chưa? Tiếp, ngu ngu nhúng cua axit. Bây giờ nước không tác dụng, như vậy câu đúng đây là câu D. Ở đây nó sẽ tạo thành ZnS4 cộng H2. Na24 cộng cho nước. Na2S4 cộng cho nước. Chúng ta đến câu 48. Đây. Trung hòa 100 ml dung dịch HCl thì cần bao nhiêu ml Na? Đây. Chúng ta có HCl này. Đi tác dụng với NaOH này để tạo thành NaCl cộng cho H2O. Cân bằng này, đây được cân bằng rồi này. Nhưng vào phương trình thì mình thấy số mol HCl đúng bằng số mol của NaOH, được chưa? Suy ra số mol là bằng thể tích, đây là bằng 0,1 lít này, nhân cho nồng độ mol, nồng độ mol của nó, nồng độ mol của HCl này, mình cho lại đi, chỉ cần tìm biết là xong. Số mol NaOH lấy thể tích đây 0,05 nhân cho 2, tới đây em sẽ tìm được x bằng bao nhiêu em ơi? Đây phải là 0,1 không? 0,1 chứ 0,1 phải bằng 1 không? B. 0,05 nhân cho 2, em lấy 50 em chia 1.000 đó tôi ha. Trí. 50 này chia 1.000 thì ra mới ra lít chứ. Được chưa? Còn bài này nếu mà đúng đó, thì mình chặt luôn, không cần đổi đơn vị luôn. Được chưa? Thầy sẽ nói lại này. Em sẽ lấy 0,1, em để nguyên 100 luôn. 100 nhân cho x này là ra mol này. Bên đây là nhiêu? 50 nhân cho 2 là ra mol bằng 1. Vì sao mình không cần đổi? Vì đơn vị đây ml, ml thì cuối cùng là gì? Hai thằng này giống nhau thì nồng độ nó phải giống nhau chứ nhỉ? Bây giờ không cần phải đổi là như vậy. Rồi, chúng ta đến câu 49. Rồi, ở đây chúng ta hỏi x là thằng nào thì quá dễ. Đây là NaCl này. H kết hợp với SO3 để biến thành H2SO3. H2SO3 kém bền biến thành SO2 và nước. Câu này thì có A, rất là dễ luôn. Câu 50. 50 mời Ninh đi, Ninh chọn cái nào? HCl là axit đúng không? Dạ. Axit tác dụng với kim loại đứng trước hydro. Ngu ngu nhúng cua axit không được. Tiếp. Tác dụng oxit axit không? Dạ có xe rồi. Đúng rồi. Không tác dụng oxit axit, không tác dụng oxit axit, không tác dụng axit. Được chưa? Sẽ tác dụng với kim loại, oxit kim loại và
3 giờ. Nên mời mời đất đi. Câu 51. Nhóm nhóm dịch có pH lớn hơn 7. Lớn hơn 7 là gì? Lớn Thì cũng B trong B hả? Sao rồi? không chắc có vài cái Đây này, nó lại nha. Theo triết lý là gì? Anh nhỏ 3 lớn trung 7. Axit là có pH nhỏ hơn 7, 3 giờ là pH lớn hơn 7, còn trung tính pH bằng 7. Như vậy lớn hơn 7 nó là 3 giờ, em hiểu không? Hai thằng này là gì? Là axit là pH như thế nào với 7? Nhỏ hơn 7. Hai thằng này là muối trung tính thì pH như thế nào với 7? Bằng 7. Đây là 2 3 giờ này thì pH bây giờ là lớn hơn 7. Câu C nha. Nước cất vào muối. Muối ăn là NaCl, pH đây là bằng nhiêu? Bằng 7. Được chưa? Còn nước cất chúng ta là không xác định được pH. Chúng ta đến câu 52. Dung dịch CaOH lần không tác dụng được với. Đây em ơi, đây là một bazơ tan. Cái câu này thì hơi bị khó chúng ta xíu. Đây, CaOH lần. Mẹ tao đánh bố tao, mẹ tao đánh ba tao. Muối tan tác dụng với bazơ tan. Đó là điều kiện cần. Được chưa? Điều kiện đủ là gì? Phải sinh ra gì? Phải sinh ra cái tụ mới, hoặc cái tụ mới ở đây có thể là muối hoặc là bazơ. Ở đây NaCl kết hợp với OH để tạo thành NaOH, nhắc lại tính nhất của muối cho bạn hiểu. Canxi kết hợp với CO3, đây em ơi, nhìn lại bạn tới ta một lần nữa này. Đây CO3 này, canxi đâu, kéo xuống cái tủ trắng này, được chưa? CaCO3 tủ trắng này. Như vậy trong trường hợp này nó tạo thành CaCO3 tủ trắng. Như vậy đây có tác dụng đúng không ạ, vì nó tạo tủ. Đây CaOH 2 lần, và chắc là magie kết hợp với OH để tạo thành MgOH2. Mình ba cái tụ của OH màu trắng gồm có magie, nhôm, kẽm. Như vậy magie này tụ màu trắng này. Đây tụ trắng em nha. Cộng cho Ca4 chúng ta là một hợp chất ít-tan, như vậy có phản ứng. Câu C. CaOH lần đi tác dụng với CuCl2 thì bản chất này đồng cái hợp với OH để tạo thành CuOH2. Canxi kết hợp với clo CaCl2. Đây là chất cái tủ màu xanh. Được chưa? Ta bạn cái tăng này. OH này. CO chiếu xuống này. Màu xanh này. Được chưa? Tiếp. KNO3. Chúng ta nghe kỹ. CaOH 2 lần. Ở đây nó sẽ tạo thành KOH. Và CaNO3 tất cả 2. Mình nhớ là kali luôn luôn tan. Như vậy đây là dung dịch. Dung dịch. Dung dịch thì lấy đây không phản ứng, cô đúng ở đây là cô D. Chúng ta đến câu 53. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ chứa một các dung dịch sau. Thu thử để nhận biết. Đây. Chúng ta có CuCl2, BaOH 2 lần và K2S4. Ok. Nếu người ta yêu cầu chúng ta là một thuốc thử đúng không? Nhận biết được cả ba nước. Nước thì sẽ không nhận biết được, vì sao? Thằng này là không, thằng này tan, thằng này tan, này tan lấy đâu nhận biết được? Bỏ BaNO3 tất cả 2. Nếu mà dùng BaNO3 tất cả 2 thì thằng này không hưởng này, thằng này không này, thằng này tạo thành BaS4 tụ trắng này cộng cho KNO3 này, được chưa? Sau đó mình lấy cái dung dịch này đã nhận biết cho vào đây. Nếu thằng nào tụ trắng là Ba hóa lần không hiện tượng là thằng này, như vậy B hợp lý này. Câu C loại vì tất cả kali và natri đều tan này. Câu D, natri luôn luôn tan, clo cái tua cái bạc. Như vậy đây không hưởng. Câu đúng ở đây là câu B. Chúng ta đến câu 54. Thành phần phần trăm của natri và canxi trong hợp chất. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính phần trăm của natri. Natri trong NaOH và canxi trong kia. Natri chúng ta M lớn là 23 nhân cho 100 chia cho NaOH. Đó. 57,5%. Được chưa? Ôi sao có lần lượt, mình sẽ chỉ cho một cái ta. 57,5. Bỏ này đi. Để cho một cái mà kêu lần lượt vậy trời. Có lần lượt đâu, lần lượt sẽ có một số mấy vậy. Hiểu không à? Bỏ đi. Bỏ luôn canxi đi. Rồi. 55. Hợp chất nào sau đây gì có trong tự nhiên làm phân bố học? Mời thử nào.
Phân bố học thì nó phải chứa một trong những nguyên tố dinh dưỡng đó là gì thôi? Em chịu Nitơ, phốt pho và gì? Kali. Được chưa? nitơ phosphor kali, Rồi chọn con nào? nitơ phosphor kali qua. Đúng rồi, chính xác. Rồi, chúng ta đến câu 56. Dung dịch NaOH vào ống nghiệm chế BCL3 hiện tượng quan sát được là bản chất là natri sẽ kết hợp với clo để tạo ra NaCl. Còn sắt kết hợp với OH để tạo thành Fe-OH 3 lần. Cái tụ có màu nâu đỏ. Được chưa? Giờ chúng ta tạo ra cái tụ màu nâu đỏ của B. 57. Cho phương trình học, người ta yêu cầu chúng ta là các hệ số A, B, C, D lần lượt là. Câu này dễ. Rồi, chúng ta đi cân bằng nè. Bên này có một clo, bên này có hai clo, thì chắc chắn đặt đây hai. Đây một. Hai đứng đầu. Bỏ hai câu này. Tiếp. Ở đây hai clo, bên này hai clo đủ, đây hai này. Tiếp tục. Bây giờ là gì? Bên này có hai oxy, đây một oxy đặt hai, 2H2. Đây là hai này. Đây hai nữa đủ này, đây một này. Như vậy hệ số là 2 2 2 1 1 C. Cái này tôi có hỏi dễ không khó. Rồi chất nào sau đây tác dụng với nhau để tạo ra sản phẩm là chất khí? Rồi. Mời trí câu này. Bari oxit là gì em? Dạ là BaO. Rồi. Tác dụng với H2S4. Dạ ra là BaS4 tụ Đúng màu trắng. Rồi, cộng cho gì? cộng H2O. Rồi, như này là không có khí đúng không? B, bari hydroxit. BaOH2 đúng không? Sản phẩm là gì em? Dạ là Dùng tên không? ba dạ giống Rồi, câu C, bari carbonate và axit sulfuric. Bicarbonate là gì? CO3 Axit sulfuric. H2S4 Rồi, tạo ra cho em ạ. BaS4 cộng BaS4 H2O cộng cho gì? CO2 cộng H2O Có khí không? cộng. Rồi, cảm ơn. Câu C, nó có đúng nha. Câu 59. Để khử chua đất nông nghiệp người ta sử dụng chất nào? Chua là có gì em ạ? Chua là có chứa gì mà? Chua là phải chứa axit đúng không? Rồi, mời mời đất đi, chọn cái nhà đất ơi. Dạ. Rồi, để khử chua đất nông nghiệp người ta sử dụng chất nào? Chua là có chứa axit, thêm chồng 3 giờ đi, chọn nào? Chọn nào? Nhập C. 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 Có không hả? Nhà mình nhập. Cho chọn lại chọn cái gì? Dạ. Câu nào em? À. Đúng rồi, A chứ. A này là khi vào nước á, khi vào trong đất thì nó có nước mà lo gì thì nước nó sẽ làm cho chúng ta đất của chúng ta sẽ bớt chua đi. Ok. Chúng ta đến câu 60. Cặp chất nào sau đây tác dụng được với nhau? Để tác dụng được với nhau thì chúng ta nhìn thấy là gì? Đây là gì? Đây là phần trao đổi, đúng không ạ? Vì đầu và cuối rồi. Để tác dụng được với nhau thì nó sẽ tạo ra một trong ba chất sau: một là chất khí, hai là chất kết tụa, ba là nước. Tuấn làm câu này. Câu A là tạo ra gì Tuấn ơi? NaCl cộng K2CO3. Rồi, ở đây cái phưởng này có xảy ra không em? Natri thế nào, kali thế nào? Không tác dụng. Natri kali thế nào? X hết đúng không? X là gì đây?
tan. Như vậy tan hết thì lấy đâu tác dụng đúng không? B natri kết hợp với NO3 sản phẩm là gì? Tuấn, sản phẩm của B em NaNO3 cộng RCl. phần này có xảy ra không? Vì sao Tuấn, phần này có xảy ra không? NaAg sao vậy? Là sao em? NaAg tan hay không tan nữa? Natri thì luôn luôn tan, đây là dung dịch này. AgCl sẽ là tan hai tủa, tan hai tủa đây. RCl trắng đủ Như vậy có xảy ra không? thì có Ok, chọn B rồi thôi. Ở đây câu C nó tạo thành NaCl2 cộng cho CuSO4. NaCl2 đây, NaCl đây, CL2 đây, tan CuSO4 như thế nào? Tan. Bây giờ điều này chứng tỏ là ở đây không xảy ra phản ứng, được chưa nào? Đây tạo thành NaCl và Al2, SO4 tất cả ba, tất cả các tri đều tan. S4 chúng ta kết tụ khi gặp Ba, Ca và chì, như vậy đây là dung dịch không xảy ra, được chưa nào? Để tác dụng được với nhau á, thì đối với phần trao đổi thì nó sẽ sinh ra một trong ba chất sau: một là chất khí, hai là chất kết tụa, ba là nước. 61 mời Ninh. Chất nào sau đây có còn gọi là nước vôi trong? Chất nào Ninh? Ninh ạ. À đúng rồi. Cái câu D này gọi là sút ha, sút ăn da là chữ này. A này không không có tên gọi khác. Chúng ta đến 62. Giải các bazơ bị nhiệt phân hủy để tạo thành oxit bazơ và nước tương ứng. Điều kiện ở đây là thằng này bazơ này phải là dạng tủa. Này tủa được này, tủa được này, tủa được này. Tủa được này, tủa được này, tủa được này, tan bỏ. Tủa, tủa, tan, tủa. Cho có đúng là câu A. Chúng ta đến câu 63, dung dịch CaOH và dung dịch NaOH có những tính chất của bazơ tan là: bazơ tan thứ nhất là làm đổi màu chữ thị, cụ thể làm quỷ tiễm hóa xanh, phenol hóa hồng, tác dụng vô xít axit đúng, làm đổi màu chữ thị, tác dụng va axit đúng, đổi màu chữ thị, tác dụng với oxit axit và axit đúng. Như vậy câu đúng nhất là câu C. Ngoài ra nó còn tác dụng với muối nữa. Câu 64, sau khi làm thí nghiệm có những hóa chất độc hại, người ta dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất? Đây mời, đây là axit này, đây là gì, đây là axit này, đây là oxit axit và đây là oxit axit. Như vậy để loại bỏ nó thì mình sẽ dùng gì? Giống như chúng ta đi ấy vậy đó, mình muốn diệt sâu thì mình dùng hóa chất nào đó mà sâu sẽ phử và sâu chết. Thì tương tự vậy, muốn là bỏ mấy thằng này chúng ta chọn hóa chất mà tác dụng được với tất cả. Rồi Trí chọn con nào? Trí chọn con nào Trí ơi? Dạ em nghĩ là câu đơn. Câu nào? Câu nào? Dạ câu đơn. Câu D hay câu B? Câu đơn à? Sao D? Muối tác dụng được với này em. Chắc mà tác dụng được với oxit axit với axit thì chỉ có thể là bazơ thôi. Nếu vào trong chúng ta là một bazơ đó, bazơ tan á. Hả? Câu này chứ? Đây, mấy thằng này là không tác dụng với muối bỏ này, tác dụng muối bỏ này, axit với axit và con này bỏ này, được chưa? Được không Trí ơi? HCl cộng cho CaOH lần sản phẩm là gì Trí? Đây là CaCl2 cộng hai rồi. H2S. Rồi, sản phẩm là gì? CaS gặp hai rồi. Tiếp CO2 với CaOH hai lần. Sản phẩm.
Đây là CA, CO3 cộng H2O. SO2. SO2 SO3 Ok, hai này là tủ màu trắng này. Được chưa? Chúng ta trả lại bảng thức ăn này. Đây là cơm này, và đây là xôi này. Thì chỉ có natri, kali với NH4 tan thôi, còn lại tủ hết này. Được chưa? Nhớ chừng đó là được. Tủ là tủ trắng. Đọc câu chỉ nhớ là gì? Cơm, xôi, phở là những hạt, những sợi màu trắng bán ở châu Âu. Chúng ta đến câu cuối cùng. Câu 65. Chọn công thức hóa học ở cột 2 ghép với tên phân 4 ở cột 1 sao cho phù hợp. Rồi. Mời Thư. Ure, ure công thức là gì? Em có biết không? Không nhớ thôi. Không nhớ hả? Bây giờ không nhớ thì chúng ta dùng phương án bỏ loại trừ đi, thằng này em có bỏ qua. Tiếp. Đạm amoni sulfat, amoni là gì? Amoni là NH4 Sulfat là gì? CO4. Như vậy một B ghép với gì? Dạ, D ghép với 4. Rồi tiếp tục. C. Đạm Kali nitrat kali là nitrat. Ừ. 2. Đúng rồi, chính xác. Kali là K, nitrat là NO3. Tiếp. Amoni nitrat. Amoni nitrat là số 1. Đúng rồi, amoni là NH4, nitrat là NO3, số 1. Ok, giờ ra phân ure cho. Dạ rồi, số 3. Ok, hết. Vậy chúng ta đã làm xong 65 câu trắc nghiệm này với thời gian khoảng hơn 57 phút xíu ha. Như vậy nó cũng khá là dễ, không có khó. Điều đầu là chúng ta nắm kỳ lý thuyết là chúng ta làm ok thôi. Và trắc nghiệm trong cái đề thi thì lý thuyết chúng ta rất là nhiều, bài tập thì ít thôi.